nhỏ tại nhà thờ Thái Hà, linh mục Ngô Văn Kha. Nhà thờ Thái Hà là một trong những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo độc đáo trên địa bàn thủ đô, là chốn linh thiêng thờ phụng Đức Chúa Trời của dòng Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, nhà thờ Thái Hà đã bị một số linh mục cực đoan, quá khích, lợi dụng danh nghĩa thờ phụng Đức Chúa, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để dụ dỗ, lôi kéo, tập trung các đối tượng phản động trong và ngoài nước, tiến hành các hoạt động chống phá đảng, nhà nước, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Cứ đến tối chủ nhật cuối cùng của tháng là nhà thờ Thái Hà lại tổ chức buổi thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Nhưng thay vì rao giảng lời Chúa dạy tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, nhân văn, tích cực, thì các linh mục ở đây lại biến những buổi lễ này thành những buổi tuyên truyền đả kích, cổ súy, kích động giáo dân chống nhà nước. Hiện nay, người đứng đầu tổ chức các hoạt động này sau sự ra đi của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong tại nhà thờ Thái Hà, đó là linh mục Ngô Văn Kha. Đây thực chất là hoạt động phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi của giáo sư Thái Hà với đám quan thầy ngoài hải ngoại nhằm kiếm tiền tài trợ. Lợi dụng việc giao giảng kinh thánh để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng sự thật lịch sử, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh tụ dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Như vậy, có thể thấy rằng việc nhà thờ Thái Hà đã tổ chức cái gọi là thánh lễ công lý và hòa bình, cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm, thực chất là hành động hết sức nguy hiểm, mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại truyền thống tốt đời đẹp đạo của Công giáo. Giáo lý của Công giáo luôn giáo dục quần chúng giáo dân làm việc thiện, bỏ điều ác, chứ không phải để cổ súy cho các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, chúng ta cần đấu tranh, lên án những hành động sai trái của các linh mục trong nhà thờ Thái Hà, không để cho các vị chủ chăn, phản động này lôi kéo, dụ dỗ, kích động tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội.